Thưa quý vị, thông tin y tế đáng chú ý. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu là mức cảnh báo cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, với tuyên bố mới, WHO cho biết việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với y tế toàn cầu và các nước vẫn cần hết sức thận trọng. Tuyên bố này không phải là lý do để người dân các nước mất cảnh giác hay cho rằng từ đây không có gì phải lo lắng về COVID-19 nữa. Theo ước tính của WHO trên phạm vi toàn cầu, số người tử vong trong đại dịch COVID-19 có thể lên tới ít nhất 20 triệu người, cao gần gấp 3 lần số liệu thống kê chính thức. Đến ngày 3 tháng 5, số liệu chính thức cho thấy có hơn 765 triệu người mắc căn bệnh này. Lần đầu tiên, WHO đưa ra mức cảnh báo cao nhất về COVID-19 là vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Mức cảnh báo này được Hội đồng chuyên gia y tế toàn cầu của WHO duy trì tại các cuộc họp tổ chức 3 tháng một lần kể từ đó cho đến thời điểm chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Nhắc lại là không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu thì không có nghĩa là chúng ta được lơ là trước những diễn biến mới của dịch bệnh. Bởi vì trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, sau đó thì đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng. Vì vậy công tác tuyên truyền phòng chống dịch đang được các quận huyện đẩy mạnh triển khai. Như là tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thì việc tuyên truyền đã được thực hiện bằng loa di động xuống tận các khu phố. Tại đây thì hình ảnh của một người bảo vệ dân phố chạy xe máy chở loa vận động người dân phòng bệnh và tiêm vaccine đầy đủ đã trở nên quen thuộc. Áp dụng 2K, bảo vệ cả nhà, bà con nên nhớ. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu. Anh Phát chở chiếc loa đi khắp các tuyến hẻm ở khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Một tuần đi trong vòng 3 ngày, đi trong thời gian từ 8 giờ sáng cho tới chiều mới vớt. Nắng quá mình trúng chút rồi mình ăn uống nước này nọ rồi mình nghỉ ngơi rồi mình mới đi tiếp. Nếu mà trời mưa mà bất chợt thì sẽ có áo mưa, mình sẽ mua lấy riêng cái áo mưa, mình sẽ chùm lại cái lon mình như vậy nè, mình mặc áo mưa, mình chạy vòng vòng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận, do không có loa phát thanh cố định và nhiều hẻm ô tô không vào được nên việc tuyên truyền bằng loa di động trên xe máy dễ dàng hơn. Thông tin về cái tuyên truyền loa này là tác động rất là tốt đến từng người dân, từng ngõ hẻm để nắm bắt được dịch nó có chuyển biến thì để cùng chung tay thực hiện để bảo vệ sức khỏe và chúng ta cũng bảo vệ cho cộng đồng. TV coi thì nói một tí xíu là hết rồi, không có hiểu rõ bằng ở đây thì để cái loa đó mà bao nhiêu phút là cho người dân đồ như tôi đồ vậy nè là cũng nghe cho hiểu nhiều hơn. Theo thống kê, phường Đông Hưng Thuận còn 10 người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 do chỉ định của bác sĩ, khoảng 2.000 người chưa tiêm đủ mũi 3. Qua từng đợt thì mình thấy rằng là cái nhận thức của người dân thì có được nâng lên và đến nay thì mình thấy là cái hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động đó đã đạt được những cái kết quả nhất định mà sản phẩm cụ thể là đến giờ này mặc dù là ngày hôm nay là đã qua cái cao điểm của dịch rồi nhưng mà tình hình dịch trên địa bàn của phường thì chưa có những cái dấu hiệu nào mà bất ổn. 7 giờ người ta đến thì trạm y tế sẽ làm cái thủ tục hướng dẫn cho người ta khai báo này kia đầy đủ. Người dân tranh thủ như thế thì giúp cho nhân viên ở trạm y tế rút ngắn được thời gian tiêm. Tức là làm thủ tục trước rồi vô khám là tiêm thì người dân thì cũng mau chóng được ra về để tiếp tục công việc của mình. Không chỉ bằng loa di động, ứng dụng mạng xã hội, tuyên truyền vận động trực tiếp cũng được các thành viên của Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận áp dụng. Chính vì vậy, ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh ngày càng được nâng cao.